Ngày xưa có một vị vua, ông có hai người con trai. Đứa con lớn tên là Hash và đứa con trai nhỏ hơn tên là Dirat. Người con trai cả tự coi mình là trung tâm và anh ta chỉ quan tâm tới bản thân mình. Trong khi đó ngược lại với người anh, cậu con trai thứ hai lại tốt bụng và hay giúp đỡ. Nhà vua luôn quan tâm tới sự an lành và hạnh phúc của người dân trong vương quốc của mình. Ngày nọ có chuyện không may, một ngôi nhà trong làng bốc cháy dữ dội, rất khó có thể dập tắt. Con trai thứ của nhà vua tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy ngôi nhà đang bốc cháy. Anh đã nhờ dân làng giúp đỡ một tay. Nhanh lên mọi người, đi lấy nước đi, nhanh lên. Ngọn lửa đang lan ra rất nhanh, chúng ta phải nhanh hơn nữa mới được. Đứng gần đó, nghe như vậy, một dân làng đã lên tiếng. Ta phải dập lửa bằng cách nào đây? Trong làng còn rất ít nước không đủ dập đâu. Giờ mực nước trong các giếng đã thấp lắm rồi. Vậy thì chỉ còn một cách khả dĩ để có thể dập ngọn lửa này thôi. Làm như vậy đi. Dirat là người rất thông minh. Cậu nhặt bùn lên và bắt đầu ném vào ngọn lửa. Đây là cách cậu nảy ra để dập lửa. Nhờ chỗ bùn đó, ngọn lửa dữ dội bắt đầu được dập tắt. Dân làng rất biết ơn hoàng tử đã nghĩ ra cách hay. Người dân làng trước đó đã cảm ơn cậu. Hoàng tử Dirat, nếu không có ngài ở đây, chúng tôi sẽ mất toàn bộ ngôi làng. Với ngọn lửa này, bất kỳ ai trong chúng tôi cùng với đám gia súc đều có thể mất mạng. Đừng nói vậy, đấng tối cao luôn luôn ở đây để bảo vệ cho tất cả chúng ta mà. Có lẽ đó chính là lý do ta tình cờ đi ngang qua. Mọi người đừng lo lắng gì hết. Bây giờ toàn bộ dân làng đã hoàn toàn an toàn rồi. Nói xong và chào mọi người, cậu quay trở lại cung điện. Gần đây sức khỏe của nhà vua không được tốt cho lắm. Nhà vua đang thầm nghĩ, có lẽ đã tới lúc ta phải truyền lại trách nhiệm lớn lao cho các con của mình. Theo truyền thống thì người con trai cả sẽ lên ngôi, nhưng đó không phải là cách mà ta muốn làm. Ta muốn truyền ngôi cho người có đủ tài đức chăm lo cho người dân. Trước tiên ta cần phải kiểm tra xem ai mới là người có khả năng hơn, và hoàng tử đó sẽ là người trở thành vua thay thế ta. Nhà vua nảy ra một ý tưởng độc đáo để kiểm tra cả hai người con trai của mình. Ngày hôm sau vào sáng sớm, ông đã cho triệu tập cả hai hoàng tử vào họp cùng mình. Nghe ta nói đây các hoàng tử thân yêu của ta, ta rất yêu cả hai con yêu ngang bằng nhau. Nhưng mà ta sẽ chỉ có thể chọn một trong số hai con làm người kế nhiệm ngôi vị thôi. Hoàng tử Hasa, con chính là con trai cả của ta. Theo truyền thống trước nay, ta có thể công bố con là người kế vị ngay lập tức. Nhưng ta muốn cho cả hai con cơ hội bình đẳng để chứng minh rõ khả năng tinh thần của mình là người xứng đáng. Vương quốc xứng đáng với một người kế vị thành công thực sự, người toàn vẹn tài và đức. Vậy cho nên ta sẽ giao cho các con một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện. Bất cứ ai có thể hoàn thành nó thành công sẽ được công bố là người kế vị của ta. Hash thì hoàn toàn không đồng tình với quyết định của nhà vua. Thưa bệ hạ, người là cha cũng là vua của bọn con. Bọn con đều sẽ tuân theo các quyết định của người vì lợi ích của mình. Nhưng vì con là con trai cả, cá nhân con nghĩ người nên chọn con để làm người kế nhiệm không cần những nhiệm vụ kia đâu. Về lý thì con nói hoàn toàn đúng Hasa. Nhưng ta muốn chọn ra người thông minh hơn, khôn ngoan cũng tài đức hơn và sắc sảo hơn để trở thành vị vua trong tương lai, thay ta chăm sóc cho vương quốc và những người dân theo một cách tốt nhất. Nhà vua lấy ra hai đồng tiền vàng đưa cho hai vị hoàng tử mỗi người một đồng. Bây giờ hãy sử dụng đồng tiền vàng này mua bất cứ thứ gì các con muốn. Nhưng nhiệm vụ của con là phải lấp đầy hoàn toàn ba căn phòng trong cung điện bằng thứ mình chọn. Hai vị hoàng tử nhận lấy đồng xu và đi ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ. Không biết là cha của ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Ta có thể mua được thứ gì đây? Chỉ với một đồng tiền vàng mà lại còn có thể lấp đầy ba căn phòng kia chứ. Hash nghĩ rằng thứ rẻ nhất và dễ kiếm nhất sẽ là rác. Vậy nên anh đã quyết định lấp đầy các căn phòng bằng rác. Dirat cũng bắt đầu suy nghĩ về bước đi tiếp theo của mình. Cậu đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời. Cậu ấy đã đi đến chợ và mua một số thứ, đầy hai túi đồ. Ngày hôm sau tại tòa án,
mọi người đều tập trung lại để xem cách mà hai hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con trai cả Hash đã cho mọi người thấy hai trong số những căn phòng được yêu cầu chứa đầy những túi rác lớn. Nhưng căn phòng thứ ba thậm chí còn không đầy, còn chưa đầy tới được một nửa. Sau đó thì họ đi tiếp để xem ba căn phòng đã được lấp đầy của Dirac. Mọi người có mặt đều bị choáng ngợp bởi vì những gì họ nhìn thấy trong ba căn phòng. Mọi thứ đều khác xa với tưởng tượng của họ. Dirac đã đặt rất nhiều đèn và các phòng đều tràn ngập ánh sáng. Không chỉ vậy, thậm chí cậu ấy còn thắp hương thơm, mùi hương trầm lan tỏa khắp nơi trong phòng. Dirac đã lấp đầy ba căn phòng bằng ánh sáng và hương thơm nhẹ nhàng thư giãn của trầm. Đám đông có mặt tại tòa án hoàn toàn khâm phục Dirac bởi lối suy nghĩ khác lạ của cậu. Và nhà vua tuyên bố rằng Dirac chính thức được chọn làm người kế vị tương lai của vương quốc thay cho ông trong tương lai. Bởi vì cậu đã chứng tỏ sự thông minh, do đó nhà vua tin rằng cậu đủ bản lĩnh để chăm sóc người dân thay vị trí của ông. Lễ đăng quang sẽ được tổ chức vào ngày trăng tròn trong tháng tới. Nhà vua cũng nhắc lại rằng vương miện chỉ nên được trao cho người xứng đáng. Tin tức về những sự kiện này nhanh chóng truyền tới tai vị vua nước láng giềng. Ngày ấy cũng quyết định kiểm tra xem khả năng tinh thần của hoàng tử Dirac có thật hay không. Ngài đã thông báo điều này trước mặt các bộ trưởng thân tín của mình. Ta đang định cử một trong những gián điệp đến gặp hoàng tử Dirac dưới vỏ bọc của một học giả tài ba để không ai nhận ra. Anh ta sẽ kiểm tra trí thông minh của hoàng tử. Nếu hoàng tử Dirac có thể chiến thắng trận đấu trí này, ta sẽ chọn cậu ta làm con rể tương lai và gả con gái mình yêu thương cho cậu ấy. Kẻ nội gián tới gặp Dirac dưới vỏ bọc của một học giả. Sau đó anh ta tới gần nhà vua và giải thích thử thách của mình. Nếu bất kỳ thành viên nào trong hội đồng của ngài có thể đánh bại tôi trong cuộc tranh luận, tôi sẽ cho họ 100.000 đồng tiền vàng. Nhưng nếu như tôi thắng, đổi lại ngài sẽ đưa cho tôi số tiền giống vậy. Nhà vua đồng ý với thử thách này. Dirac được vua cha cho biết về thử thách và cậu ấy cảm thấy có gì đó rất khả nghi trong thử thách này, nên yêu cầu cha để mình tham gia làm thí sinh. Thưa cha, xin hãy để con đối đầu với anh ta trong trận tranh luận lần này đi. Con chấp nhận thử thách, thưa cha. Nhà vua đồng ý với yêu cầu của Dirac và hôm sau tòa án đã được bài trí cho buổi tranh luận. Gián điệp đã cải trang thành một học giả và bước vào tòa án. Cùng lúc đó ở phía bên này, hoàng tử Dirac cũng giả là một học giả đối mặt với anh ta. Cuộc đấu khẩu giữa hai người chính thức bắt đầu. Dirac đang mang một thứ gì đó được bọc trong tấm vải đỏ, cậu bắt đầu nói. Xin chào học giả đáng kính, tôi muốn thảo luận về những cuốn sách thánh này với anh. Anh chắc là đã đọc rất nhiều sách tôn giáo và triết học như vậy lắm rồi, có phải không? Anh đã từng nghe câu đặc biệt này hay chưa? Nó được gọi là Tikkat Mahishi Benhan. Hôm nay ta sẽ thảo luận về câu thánh thư này. Tên nội gián suy nghĩ, tốt nhất là nên trốn thoát. Anh ta đã đứng dậy và bước ra ngoài. Anh ta xin lỗi và nói có việc quan trọng cần làm. Anh ta cũng thừa nhận thất bại trong cuộc tranh luận và xin tha thứ. Hoàng tử Dirac giữ điệp viên và tra hỏi anh ta. Tên gián điệp tiết lộ mọi thứ. Hoàng tử Dirac, tôi tới từ vương quốc Lan Diện. Tôi chính là gián điệp đáng tin cậy của nhà vua. Tôi đã được yêu cầu tới đây và kiểm tra tài trí của ngài. Nhà vua muốn con gái mình lấy một người như ngài. Sau khi biết điều này, hoàng tử Dirac thả tên gián điệp trở về vương quốc của hắn để hắn báo lại với vị vua nước láng giềng. Con trai, nói ta nghe, cuốn sách mà con đã nhắc tới trong thử thách thực ra là gì vậy? Ta chưa từng nghe qua. Dạ thưa cha, không có cuốn sách nào hết. Con đã ngầm đoán ra được rằng người con đối mặt không phải là một học giả mà là một tên gián điệp. Con đã bịa ra chuyện này để khiến cho hắn bối rối. Người có muốn xem bên trong tấm vải đó có gì hay không? Đó chẳng qua chỉ là một nhánh cây lọc dừng và một sợi dây thần buộc trâu. Người hãy thử nghĩ xem là tại sao. Nhà vua nhìn thấy và kêu lên rằng, giờ thì ta đã hiểu rồi. Trong tiếng Phạn, Tikkat có nghĩa là gỗ dừng. Và Mahishi bình hạnh thì nó lại có ý nghĩa là trói trâu. Trí thông minh của Dirac lại một lần nữa được mọi người ca ngợi. Một thời gian sau, hoàng tử Dirac kết hôn với con gái của vị vua nước láng giềng và mọi người đều chúc phúc cho cặp đôi.
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!